Đi vào đây con ơi, không ra đường. Đã bảo đừng cho em ra ngoài đường mà. Con ở đây mẹ bà nha. Tí nữa mẹ còn đang chụp ảnh. Juni ơi, Juni ơi.
Cảm ơn nha. Đưa bài sách cho con ơi. Hải Yến ơi. Hải Yến ơi, bỏ đưa bài sách cho. Đi mau lên chỗ này không nắng. Đấy, đứng đây một chút cho. Đây. Rồi chỗ đâm đây cho đỡ gì quá. Rồi đứng yên. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, con gái mặt ra đây, mặt xấu đi đâu rồi. Xong mà cao thế. Rồi, ok. Con nào đây? Đúng rồi, con hồng con. Uống sữa không? Sao? Ở đây là phố. Cho em một tay nhỏ với tô cây. Ôi dồi ôi. Kinh.
Ôi giời ơi em múa. Kìa chị Hải Yến con được với em không? Trời ơi. Nhưng mà phải đứng im chứ lên chứ lại làm sao mà chụp được. Chị Hải Yến có thể hiện như em không? Chưa buộc dây đít, chưa buộc. Em bé có cái trống bỏi đẹp thế. 18 tháng đấy bà. Em ơi, em nào. Bà ơi, đi bà. Con xem bên kia. Sang đâu thì sang, nhưng mà phải nhìn mẹ mấy em. Chạy cầu nữa.
luôn nha. Nhìn xe vào nhá. Xe thì đông thì phải tập trung mà nhìn vào. Chào chị ba nhá. Rồi rồi. Cái gì vậy? Cái Juni có cái này cái gì vậy? Sao mà có em bé nằm trong nôi à? Thế à? Juni ơi, cho bà chơi chung với, cho bà chơi chung với. Chào. Juni nào. Juni ơi. Juni nào. Juni xin chào. Nào, xin chào. Thank you.
con thỏ con đây là thỏ ngọc hồng, đây là thỏ hồng bát của Hải Yến cũng màu, cũng con thỏ không phải không? Đây cái bát của Juni là con gì? Mà về nhà vứt một đống, hôm nào bà cũng dọn một đống. Bây giờ đi thì đây còn về thôi à. Xanh, màu xanh. Thôi nha, chị mua nha. Đi bố ra đi. Bà ngoại theo bà thì theo sát ba mẹ con rồi, không lo bà làm đâu mà lo. Ok, Dung đi đứng ở cho đạp đây rồi con ơi. Đứng cho đạp đây này. Đấy, hay đứng đây với bà này, ra đây với bà này. Ôi trời ơi. Có cái bạn nằm nôi thế này á. Nào, đưa bà xem xinh nào. Bà xem nào. Nào, xách lên. Nào. Xách lên cho bà xem nào. Xinh nhé. Em thì được một lúc, và hôm nay một đống lúc dọn đồ chơi bảo bảo đồ này đừng mua đồ chơi nữa, nhiều thế này dọn làm sao được, cứ đi là mua.
Vẫn thích con đấy không? Chưa muốn về, em chưa muốn về. Giờ đây còn gì nữa đâu, đi hết rồi đúng không? Rút đi đội mũi không? Mẹ chụp trước kìa. Giờ thì mấy cái người kia chụp rồi, chưa vào trong. Ông ngoại bảo nhà có hoa lắc kèn đấy hả Yến ạ? Cười tươi to. Hoa lắc kèn nở đẹp lắm. Ông mới gửi cho bà xong. Cười tươi, nhìn ông về cười tươi. Rồi, đi. Rồi, chị ông vào chụp cho nó kiểu nào, tóc cẩn thận nào. Qua hao cái gì mà qua. Ngẩng mặt lên một tí. Nhìn thế thì tạo dáng các kiểu nhỉ. Người mẫu của mẹ đấy, người mẫu tương lai đấy. Thank you.
gặt không biết là được rồi chứ. Chị Hải Yến gần cao bằng mẹ rồi, mẹ 1m65 thì Hải Yến mai kia 1m75 rồi. Yến ơi, bài báo này, con ngồi đây giúp bà cầm vào trong kia để cầm gói cái hoa cho nó đẹp, bà báo mẹ chụp cho bà một kiểu. Mẹ ơi, con bảo này người ta kêu con tự nhiên ăn xin, tự nhiên uống thuốc hay cái gì tự nhiên thì bà già nữa. Là như nào? Thì đây cái con mặc dịu mà xong rồi người ta tưởng đấy là con, xong bây giờ con xong tự nhiên là chuyện âm là mỗi một người chụp ảnh áp chỗ khác nhau liên quan đến nhau. Bà có thể quay kiểu khác thôi, cứ đứng mãi kệ nó chứ. Con muốn được dép. Ok. Được không? Thank you.
nào là trứng gần đấy. Nó góc con bố to nhá, 2-3. Rẻ lắm. Set up đây mà. Nó bảo tùy máy. Nó chơi đấy là ông mở. Ông mở thì ông mở máy, ông chưa nói. Cho Trung Nghi ngồi đây hay à, ngồi mấy em bé ngồi đây. Con không thích. Em bé ngồi đây. Xinh mà. Xinh mà. Thế. Ngồi đây. Con đi rồi. Con đi về đi nhá. Con đi về nhá. Đây là con bố ngồi đây, con có lên ngồi không? Con đi về. Chờ một tí rồi đi về, không cho đi một mình ấy. Đây em đi, ông bà mình bắt luôn đi. Ông bà mình bắt luôn đi. Em bé kìa, mẹ rồi, mẹ đây rồi. Mua được rồi, không thích các bạn. Vậy thích các bạn, yêu các bạn chứ. Trước lạ sau quen, có gì đâu. Thẳng lưng lên. Ngoan mẹ yêu. Cười tươi lên à. Hôm qua đi cái công viên đằng sau nhà, chả ra còn làm quen các bạn thôi. Đấy Hải Yến ngồi lên mấy em kìa, cái thú nhanh 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 con ơi. À, đưa bà. Con cầm hít con xinh không? Em bé đang ngắm bạn bên cạnh. Con mà bên con. Cô cho em bé đi sớm nhé.
Gần làng. Cười tươi nào. Cười tươi ra môi xinh à. Ôi xinh quá. Cả làng ngồi. Đừng dơ mặt, đừng dơ lên che mất mặt nha. Đúng rồi, yêu lắm. Em cao thế em xuống sao được? Em cao thế rồi còn bảo em tự xuống, em xuống rồi. Tiếp theo mẹ tại mẹ bảo là Juni giữ bà cho nên Juni không giữ bà. Thank you.